Như hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cưa xích, lô máy cắt cỏ hàng Nhật bãi nhé. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Lô này em lên sẽ gồm có máy Shidaiwa, máy cưa Shidaiwa, máy cưa Echo Shidaiwa, Echo, Mazu đấy, Tanaka, tay dài, tay cụt nhá. Sản phẩm khi các bác mua cưa xích bên em sẽ gồm rũa này, tuýp này, tô vít và rũa cho các bác nhá. Còn máy cắt cỏ thì các bác sẽ gồm có lưỡi dao, lưỡi cước, đồ vặn dây đeo chắn cỏ đủ hết cho các bác nhá. Giá sản phẩm em ghi trên này thì đều đã là bao ship toàn quốc và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Rồi xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì lô này sẽ là lô chữ H. Đầu tiên giới thiệu cho bác hai con máy cắt cỏ nhé, hai con máy cắt cỏ này. Thì H1 thì có con máy cắt cỏ là Makita 232. Con này là rất là đẹp này. Đấy. Hàng Makita này thì chạy rất là bốc, lợi xăng và đặc biệt với trọng lượng máy rất là nhẹ. Con này sở hữu trọng lượng là 4,5 kg, máy được trang bị suất là 23cc, nòng 32 ly MM, MM rất là ngon. Đó, con này thì cắt dòng này thì nó chạy rất là bốc, là lợi xăng. Đấy, cần chiếc zin này và đặc biệt thì nó siêu nhạy nổ luôn cho các bác nhé, chụp toàn là trợ lực nhỏ này. Đó, máy móc bên em thì bao lựa cho các bác luôn. Đây, ốc áng 7 màu này, bô biếc rất là đẹp nhé. Con này thì máy móc bao đẹp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bán cho anh em giá là 1,7 triệu bao phí ship nhá. Máy thì rất là nhạy nổ luôn. Đó. Rồi test nổ tiếng máy con số 1 cho anh em. Con này thì các bác đi cắt cỏ voi biết nhá, đi cắt lúa rất là sướng. Đây. Đấy, chơi giờ trắng bao này, rất là nhạy nổ nhá. Đây này. Đây. Siêu nhạy nổ luôn. Đây nhá. Giật nhẹ giật 1/3 giây nó đã nổ rồi. Máy móc thì bao hàng ngon cho các bác nhá. Là ngon. À, rất là êm. Con này thì siêu nhẹ nổ này, hơi hám là phải đẹp thì nó mới làm được việc đấy anh em. Rất là ngon luôn à. Rồi, con này giá 1,7 triệu thôi. Bác nào muốn mua con máy nhá về là dễ nổ thì các bác có thể tham khảo con này. Con này thì siêu nhẹ nổ luôn rồi. Tiếp theo, H2. H2 ngày hôm nay thì có một con máy cắt cỏ đến từ thương hiệu của Mazu Zangma. Đấy, cái Mazu Zangma này thì nó thiên về cái độ lợi xăng phụ tùng rất là nhiều nhá và độ bền. Đó. Con này thì máy được trang bị công suất là 26cc, 34 ly, chụp giật là trợ lực nhỏ luôn nhá. Chế là chế on bro, chế càng ngang, chế tự động. Rất là ngon. Trọng lượng máy rơi tầm 4,2 4,3 kg, siêu nhẹ luôn. Con này chạy rất là mạnh nhá. Đấy, máy Mazu cực kỳ là chất luôn. Con này là màu đen tuyền này. Đây, tay thì đã lên tay ga bóp cho anh em luôn nhé. Rất là ngon. Đó. Con này 26cc 34 ly, quật cước khá là ok nhá. Đó, nói chung là máy móc bên em thì bao các bác là làm hàng thì nó phải nhạy nổ, phải ngon, đời phải cao. Rồi, con này thì bán cho anh em giá là 1,9 triệu nhá, H2. Test nổ thì máy con H2 cho các bác. Rất là ngon. Công tắc nằm trực tiếp trên tay lái luôn nhá. Rất là nhạy nổ luôn nhá. Hàng nó phải làm hàng như thế này. Đó. Siêu nhạy nổ luôn. Con này giá là 1,9 triệu nhá. Đó, bao các bác là máy cắt cỏ bên em thì đều là đời cao. Chứ mình đừng có mua mấy cái đời thấp thấp và nó rất là khó dùng, rất là khó nổ và rất là tốn xăng. Rồi, con này giá là 1,9 triệu này, bảo phí ship nhá. Tiếp theo thì giới thiệu luôn cái lô cưa cho các bác. H3 ngày hôm nay con cưa tay cụt. Cưa tay cụt Tanaka. Con này mã PMS330. Máy này trang bị suất là 33cc, nòng 37 ly. Hệ này cắt gia đình nhá, hay là các bác leo trèo tỉa cành rất là ngon. Các bác lớn tuổi rồi, mua những con này về cắt gia đình xung quanh vườn nhà thì rất là hợp lý luôn. Trọng lượng máy chỉ 4kg thôi, rất là nhẹ nhàng. Chụp cho là trợ lực này, bơm xăng phụ có luôn. Đó, con này thì xài lam 35, xích là xài xích chung 91. Rồi, test nổ tiếng máy con H3 cho bác. Con này giá là 1,7 triệu nhá, bao phí ship. Vòng tua nó rất là lớn. Rồi, con này giá 1,7 triệu. Tiếp theo H4. H4
phát 4 ngày hôm nay thì có con cưa Echo tay dài hệ VIP nhá. Đấy, Echo hệ VIP này, con này Echo 3300. Máy được trang bị số là 33cc, nòng 38 ly thích hợp cho anh em các gia đình. Đời con này chạy 2 lá bạc nhá. Cực kỳ nó mạnh luôn. Đấy. Rồi. Máy là lam, con này xài lam Latin luôn này, lam Latin này. Đấy, xích là xài xích mini lam 35. Rất là đẹp. Con này thì các gia đình thì khỏi chê luôn, siêu loại xăng. Siêu bốc luôn. Tiếp test nổ thì máy con H4 cho bác, con này trọng lượng của nó là 4,5 kg nhá. Con này giá 1,9 triệu. Con tay dài mini mà chạy nó quá là ngon luôn. Đấy, các bác nào mình cắt xung quanh vườn nhà cắt mini cho nó lợi xăng thì bác chọn con này, cực kỳ là ngon luôn nhá. Rồi tiếp theo H5 ngày hôm nay thì có con cưa tay cụt đời cao, con này đến từ thương hiệu của Mazu Rangma. Con này rất là đẹp này, mã của nó CST311, đời rất là cao, đời cao nhất của tay cụt Mazu bây giờ. Máy trong biển số là 31cc, nòng 37 ly. Đấy, chụp giật là trợ lực hồi nhá. Đấy, đấy, hệ VIP cho các bác luôn này. Đấy, làm 35, làm xích zin, xích trung 91. Trọng lượng máy là hơn 4 kg. Đấy, chụp giật là trợ lực hồi nhá. Đấy, những con máy này thì gọi là hàng sưu tầm, hàng VIP nhá. Hàng tay cụt đời cao cho anh em luôn. Rồi, con H3, H5 này giá là 2,3 triệu bao phí ship nhá. Test tổ thì máy con H5 cho bác. Công tắc thì đẩy về phía sau này nhá. Con này giá là 2,3 triệu bao phí ship, máy rất là đẹp này. Tiếp theo H6. H6 ngày hôm nay thì có con cưa Echo 332. Con này thì Echo 332. Đây. À, con này Echo 331 thì các bác nhá, con Echo 331 đấy. Con này thì phân khúc mà các bác muốn mua con máy tầm 2 triệu. Cắt mạnh nhá, khỏe bền. Đấy, dẻo dai thì các bác có thể tham khảo con này. 33cc, nòng 39 ly. Đời này chạy rất là bốc, rất là mạnh nhá. Siêu mạnh luôn. Độ bền cao, lam 35, xích là xài xích mini, xích chuột. Con này là thuộc cái hệ khai thác tầm trung rồi, cho anh em cắt cả ngày nhá. Không bao giờ là lo máy nóng khó nổ. Trọng lượng máy là 5 kg. Đời này chạy rất là bốc này. Đấy, máy móc này hơi hám đẹp. Đấy. Rồi, con này giá là 2 triệu nhá. Con H6 giá 2 triệu bao phí ship, test nổ này. Công tắc đẩy lên nhá. Rất là êm. Okay. Tầm 2 triệu thì các bác chọn con này thì nó rất là mạnh. Nếu các bác có yêu cầu máy cần độ mạnh cao thì các bác có thể tham khảo con này. Con này thì anh em đi cắt keo kiếm thoải mái nhé. Mà phân khúc tầm 2 triệu thì nó rất là khỏe. Rồi tiếp theo H7. H7 ngày hôm nay thì có con Swift này, con đến từ thương hiệu Sidoa. Con này là Sidoa 352 nhé, 36cc, nòng 40 ly. Con này hệ Sidoa 352 anh em biết rồi, cực kỳ là chất nhé. Khai thác tầm trung, anh em đi cắt keo rất thoải mái. Nhưng con này thì lam của nó hơi ngắn này, lam của nó lam 30 nhá, lam 30, cho nên là em sẽ bán cái giá nó sẽ rẻ hơn cho bình thường. Bình thường Siwa 52 các bác cứ tham khảo cái, nó giá rất là mặn luôn. Con này thì bán cho anh em giá 2,5 triệu thôi, máy móc thì bao đẹp luôn cho anh em nhá. Đó, lam của nó thì hơi ngắn thôi cho nên em sẽ bán giá mềm. Con này thì nếu các bác cắt đi cắt dừa giết thoải mái luôn, cực kỳ là mạnh, bốc siêu lợi xăng luôn, máy Siwa. À, rồi, con này 2 ốc giữ lam. Rồi, con này bán anh em giá 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu thôi nha các bác nhá. Quá là VIP luôn, cực kỳ là VIP này. Tem mác còn nguyên này, đấy, tem cửa hàng nhá. Rất là ngon. Rồi, test nổ thì máy con H7 cho các bác nhá. Siêu VIP luôn. Rất là ngon.
kinh khủng luôn. Ok, con này giá 2 triệu rưỡi bao phí ship đấy. Các bác nào về thích thì lên làm dài, cắt thì khỏi chê luôn. Chạy rất là rát. Tiếp theo H8. H8 ngày hôm nay thì có con cưa Echo VIP cho con Echo V3009. Con này là 40cc nòng 40 ly hệ khai thác tầm trung. Con này thì cực kỳ là ngon. Đó. Con này lam 35 này. Lam 35, lam Latin. Lam Latin luôn các bác, kia xích là dài xích 325, xích còn quá là dày này. Con này quá đẹp rồi. Đấy, con này thì đi cắt keo kiểu thoải mái luôn. 40cc nòng 40 ly hệ nòng đứng. Máy của Echo cực kỳ là VIP. Đó, con này là chạy nhông đồng tiền luôn này, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, hệ khai thác máy thì có tích hợp thêm cả van xả áp này. Trọng lượng máy rơi tầm 5,5 kg. Van xả áp sẽ đóng vào giật rất là bền. Đấy, tất cả những chất bẩn trong một đốt thì sẽ đẩy ra tất, đi theo cái đường van xả áp này. Và khi các bác đóng vào, các bác giật, nó sẽ nhẹ nhàng vận hành máy hơn. Nhưng con này thì báo cho anh em giá 2,7 triệu cho con này. Bao các bác đi cắt keo cứ thoải mái luôn nhé. Máy lòng đứng thì siêu lợi xăng rồi. Rồi, con này giá 2,7 triệu H8. Tiết nổi thì máy H8 cho bác nhé. Hết xăng rồi. Ôi, con này hết xăng rồi các bác ạ. Ôi, hết xăng rồi các bác ạ. Rồi, con này thì giá là 2,7 triệu chứ. Đó, anh em nào mà quan tâm thêm thì cứ liên hệ em sẽ test riêng cho các bác con này nhé. Con này thì quên không có châm xăng này. Rất là, con này thì Echo V3009 này các bác biết rồi nhé, cực kỳ là chất luôn. Đó, em sẽ châm xăng và test vì trời bây giờ nó hơi tối rồi, cho nên là em sẽ quay nhanh nhá. Con này giá là 2,7 triệu này, H8 này. Máy thì quên chưa đổ xăng. Rồi, tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay, cuối cùng ngày hôm nay thì có con cưa Si Đại Hoa 398. Con này là Si Đại Hoa hệ khai thác nhá. Con này 40cc nóng 40 ly. Con này là khai thác chuyên nghiệp luôn. Trang bị lam của nó này, lam rất là dài, lam tản nhiệt luôn này. Lam con này là tầm 50 nhá. Lam 50, xích là xài xích 325 cho các bác đi hạ cây đứng xẻ xích thoải mái. Trọng lượng máy con này là rơi tầm 6 kg. Dòng này thì cực kỳ là ngon rồi, cực kỳ là ngon nhá. Si Đại Hoa hệ khai thác chuyên nghiệp rồi. Đây, 398 này, Made in Japan này. Đó. Này, lam Latin này, lam tản nhiệt, tất cả những ô này là ô tản nhiệt luôn nhá, cực kỳ là chất, lam rất là dài. Rồi, test nổi thì máy H9 cuối cùng ngày hôm nay, con này giá 3,2 triệu bao phí ship. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976123370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.